Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Lòng bao dung của người lạ. Buổi trưa, ông chủ vừa bước chân vào phòng khách, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động lạ phát ra từ hướng phòng ngủ. Có người lạ, không biết ai bạo gan chơi cây vĩ cầm của mình thế chứ. Thằng nhỏ này cả gan đột nhập vào đây để chơi đàn kia mà. Rõ ràng là kẻ gian rồi. Cháu là cháu của ông chủ phải không? Ta là quản gia ở đây. Hai ngày trước, ông chủ nói với ta rằng cháu sẽ tới chơi. Nhưng không ngờ cháu lại tới sớm thế. Bác của tôi không có nhà sao? Tôi cần ra ngoài một chút. Lát nữa tôi sẽ quay lại. Ta rất thích đàn vĩ cầm. Cháu cũng thích nó sao? Dạ, nhưng cháu chơi vẫn còn kém lắm. Vậy tại sao cháu không cầm lấy cây đàn này để luyện tập thêm chứ? Ta nghĩ ông chủ sẽ rất vui nếu cháu sở hữu cây đàn này. Cháu sẽ thử ạ. Thôi, cháu phải đi đây kẻo trễ. Xém chút thì bị phát hiện ra. Thì ra, người hồi nãy không phải là quản gia, mà chắc chắn là ông chủ của tòa biệt thự này. Mình phải nhanh chân chạy trốn thôi. Chắc cậu bé đã hiểu ra chuyện. Làm gì có ông chủ nào lại treo hình người quản gia trên tường nhà mình kia chứ? Anh yêu, cây đàn vĩ cầm của anh đâu rồi? Sao bữa nay không thấy anh chơi một bản nhạc chứ? Anh cho người ta rồi. Cho người ta sao? Em có nghe lầm không thế? Anh chẳng vẫn nói cây đàn là một nửa tâm hồn của anh sao? Anh yêu à, anh có thể nói rõ cho em hiểu được không? Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc em đi vắng. Nhưng nếu cây đàn có thể cứu giúp cho một tâm hồn nào đó, thì em đồng tình với hành động của anh. Chuyện là thế này em à. Sáng nay, anh cảm thấy mình đã làm một việc đúng. Em cũng mong chú bé hiểu được sự giúp đỡ của anh. 5 năm sau, trong một cuộc thi âm nhạc dành cho thanh thiếu niên, ông chủ được mời làm giám khảo và vinh dự lên trao giải cho người giành giải nhất. Chàng trai này trông rất quen. Gương mặt này hình như mình đã nhìn thấy đâu đó rồi. Xin chào ngài. Ngài vẫn còn nhớ con chứ ạ? Tôi nhìn cháu rất quen, nhưng không thể nhớ ra được đã từng gặp ở đâu. Ngài là người đã cho con cây đàn này, và con vẫn giữ nó tới ngày hôm nay. Hôm đó, con là một kẻ tồi tệ. Nhưng ngài đã cảm thông với lòng tự trọng của một chú bé nghèo khổ. Chính tấm lòng cao thượng của ngài đã thắp sáng ngọn lửa say mê trong con. Nếu không có ngài, con sẽ không có ngài hôm nay. Con thực lòng vô cùng biết ơn ngài. Bây giờ, con đã có thể trả lại cây đàn cho ngài được rồi. Cây đàn quen thuộc, vô cùng thân yêu của ta cuối cùng đã trở lại. Cảm ơn ngươi đã đi cùng cậu bé ấy một chặng đường dài. Thiệt mừng vì cậu bé đã không làm ta phải thất vọng.